DJI Spark là một cái máy bay rất là nhỏ. Trong cái thời đại mà người ta càng ngày càng tạo ra những cái điện thoại lớn hơn thì DJI Spark giống như là một cái gì đó ngược lại. Thì cái Spark nó nhỏ hơn rất là nhiều và là cái máy bay nhỏ nhất trong số tất cả những máy bay mà DJI từng sản xuất. Nó gần giống như là những cái máy bay đồ chơi hơn là những cái sản phẩm chuyên dụng. Có lẽ cái lý do mà DJI làm vậy là bởi vì họ muốn tạo ra một cái gì đó cho tất cả mọi người cùng xài, và về mặt bản chất thì giá 500 đô của Spark rất là phù hợp với nhiều người. Và họ không có bị giới hạn bởi cái mức giá 1.000 đô của Mavic Pro hay là giá khoảng 800-900 đô của những cái máy Phantom. Nó tương đồng với lại những cái máy Phantom đời đầu. Thì cái DJI Spark có một cái điểm đặc biệt mà mình gây ấn tượng đầu tiên chính là cái kích cỡ. Cái kích cỡ của máy chỉ bằng một nửa so với lại cái Mavic Pro thôi. Mặc dù nó không thể gập lại được nhưng mà nó rất là gọn và nằm trong lòng bàn tay của mình. Cái điểm thứ hai chính là cái chất lượng phim. Mình chưa thử coi kỹ và mặc dù máy chỉ quay được Full HD thôi nhưng mà nãy giờ mình nhìn trên màn hình điện thoại thì nó cho màu sắc cũng như là cái chi tiết rất là tốt. Thì bọn mình sẽ thử kỹ hơn khi mà review chi tiết. Và cái điểm đặc biệt nhất của cái máy bay này là nó sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Thì khi mà khởi động cái máy bay lên, các bạn hoàn toàn không cần đến máy tính, không cần đến điện thoại, không cần đến cái điều khiển gì hết. Tất cả chúng ta chỉ cần chỉ là cái máy bay này thôi. Bạn mang máy bay này lên, bạn khởi động nó, sau đó bạn bấm vào cái nút duy nhất trên cái máy bay này 2 lần và nó sẽ kích hoạt chế độ nhận diện khuôn mặt. Sau khi mà nó nhận diện được khuôn mặt của bạn thì nó sẽ báo đèn xanh và khi đó chúng ta giơ cái bàn tay lên để nó nhận cái bàn tay của chúng ta. Và bây giờ chúng ta có thể điều khiển hoàn toàn trực tiếp bằng cách vẫy tay hay là đưa tay lên xuống. Thì có 6 hướng di chuyển phải trái, các bạn giơ tay qua phải qua trái lên xuống, các bạn cũng giơ tay lên xuống. Và cái hướng đi tiến tới hay lùi về sau thì các bạn dùng chính bản thân của mình, các bạn lùi về phía sau thì máy bay sẽ tiến tới chúng ta, hay là các bạn đi thẳng tới thì nó sẽ lùi lại để giữ đúng khoảng cách đối với chúng ta. Thì cách điều khiển này cực kỳ trực quan và dễ điều khiển, hoặc là nếu muốn các bạn vẫn có thể điều khiển qua wifi với điện thoại của chúng ta, nhưng mà khi này thì khoảng cách của nó sẽ không có cao. Còn trong trường hợp mà các bạn muốn điều khiển cái máy bay này một cách tối ưu nhất thì các bạn có thể mua cái bộ combo với giá khoảng 700 đô, bao gồm thêm một pin và những cái gánh dự phòng và cái bộ điều khiển. Nhưng mà cái bộ đó hiện tại chưa bán. Cái sản phẩm DJI Spark này ngoài cái việc mà điều khiển bằng tay thì nó còn có rất là nhiều gesture. Ví dụ như các bạn biến cái thân mình hình hình chữ Y thì nó sẽ tự động nó đáp xuống. Hay là khi mà các bạn nó đang bay và nó nhận được cánh tay của chúng ta, chúng ta đưa cái tay xuống phía dưới máy bay khoảng 30cm thì nó sẽ tự động nó hạ cánh xuống tay của chúng ta luôn. Và chúng ta không cần phải làm bất cứ một cái gì phức tạp hết. Ngoài ra thì máy cũng có rất là nhiều những gesture khác nhau để nó có thể tự động nó bay cảnh từ xa tới, là từ chúng ta bay xa đi giống như những bộ phim hành động mà các bạn hay coi, nhưng mà trong cái khung cảnh cà phê kinh tế, cũng như là cái máy bay này chưa phải là phải bản cuối cùng, khoảng 1 tháng nữa mới cái bán nên bọn mình chưa thể thử kỹ hơn. Thì hẹn các bạn lần sau. Rồi, xin cảm ơn các bạn.